Chào anh em, mình giới thiệu với anh em cây đàn Ovation. Đây là hàng này hàng chính hãng nha. Anh em cũng từng thấy mình quay những clip trước là về dòng đàn Ovation này, nó rất là ok nha anh em, chất lượng nó rất là tốt, đặc biệt cái EQ nó khi kết nối âm ly thì rất là hay. Thì cây này là cái cây đàn thanh lý mình mua bên Nhật về nha. Mình thanh lý vì một số lý do, tự mình mua bên Nhật nó rẻ về đây mình bán nó rẻ thôi. Cây nào mà hàng đẹp, hàng line new hoặc là hàng cao cấp á, thì giá nó sẽ cao. Còn cây này là hàng thanh lý. Thứ nhất á là do vấn đề là cái ông nào ông chơi bên Nhật mình không biết, nhưng mà cái tem xé mất tiêu rồi, chỉ còn cái cùi tem thôi, thấy không? Hàng này hàng chính hãng nha anh em, hàng chính hãng của Ovation đàng hoàng. Nhìn thông tin kỹ thuật nè, nhìn EQ là biết. Cái nắp, thấy không? EQ thì nó có nhiều loại lắm, nó có nhiều loại EQ lắm, nhưng mà chắc chắn là của nó, những cái loại của nó mình nhìn biết liền à, với cả cái nắp đằng sau của nó, khóa cũng khóa xịn luôn. Đặc biệt thì cái ti của nó luôn 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 nằm bên trong này nha anh em. Ti nó thì mình phải mở cái nắp thùng đằng sau ra, mình thò tay vào. Thì cái lý do mình thanh lý á là cái tem nó đó, cái tem của nó ở bên Nhật cũng bán rẻ, thì mình mua về hình bán rẻ lại cho anh em. Cây này mình bán 5,5 triệu nha anh em, 5,5 triệu. Cái tem của nó nè bị mất đó, nhưng mà cái đời khóa vàng nha anh em, đời khóa vàng và khóa này thì chắc chắn đó là hàng xịn rồi. Chắc chắn đó là đời cao chứ không phải đời thấp đó. Thì một là cái phần cái tem, hai á, là cái phần cần của nó nha anh em. Cái cần của nó đã được sửa lại rồi đó, mình báo cáo cho anh em là tình hình cái đàn nó như vậy, nhưng mà nó vẫn xài ok, ngon lành, nó chả vấn đề gì hết. Thì ở bên Nhật họ như vậy đó, có nghĩa là một cái đàn nào đó họ có một chút vấn đề vì gì trong cái đàn thì họ sẽ báo với mình, cái đàn đó tôi đã làm như vậy, tôi bán cho bạn giá rẻ đó, thì mình mua về giá rẻ, mình lại bán cho anh em giá rẻ thôi, thấy không? Còn cái đàn mà nó đẹp thì bên đó họ lại bán giá đẹp. Cái đàn này là bên Nhật họ bán với mình và họ cũng đã báo cho mình biết là cái lỗi của nó là họ đã sửa chữa, cái phần cần họ đã sửa chữa lại rồi nha, họ đã sửa chữa phần cần lại rồi, và cái tem bên trong là họ tháo ra nghịch ngợm sao không biết nữa đó, nó còn dính mang máng á, dính mang máng cái góc chút xíu cái tem thôi nha, đó vậy thôi, còn tất cả là hoạt động ok đó. Thì mình báo với anh em như vậy. Cái đàn này bán với giá 5,5 triệu, chứ bình thường cái này phải hơn 10 triệu nha anh em, đảm bảo với anh em luôn. Cái dòng Ovation này chắc chắn một cái cấu hình như vậy phải hơn 10 triệu, từ vì cái EQ này không là hơn 3 triệu rồi. Cái EQ này không là giá trị nó phải hơn 3 triệu rồi. Đó, cái bộ khóa nữa, bộ khóa cả triệu bạc nữa. Đó thì cái này tương đối là giá là rẻ. Thì mình sẽ test cần viếm cho anh em coi nha. Bây giờ mình quay tổng thể cho anh em trước. Đây nè anh em coi hình dáng bên ngoài đó. Cái này cũng khá đẹp nha anh em. Đây khá đẹp. Lưng nó đây. Lưng khóa. Lát mình sẽ quay gần cho anh em coi nha. Bây giờ mình quay gần mình test cần phím cho anh em coi đây. Đây nha anh em, mình quay gần cho anh em coi. Rất đẹp nha. Mình quay cho anh em chi tiết từng phần một, cần phím thì còn đẹp nè. Nè, đó, không có phím nào mòn, không phím nào bị gì vấn đề gì hết nha. Đó, ok. Khóa là khóa cực kỳ xịn. Những cái dòng Ovation mà đời cao thì nó mới mang cái khóa này thôi nha anh em. Còn đời thấp thì nó vẫn là khóa Ovation, khóa bình thường. Đây nè, equalizer của nó, nắp lưng đây, và cái phần cần mà họ đã sửa lại, họ đã báo cáo cho mình đây đó, họ dán lại liền lạc hết nha anh em, liền lạc là hết đó, anh em thấy không? Đây nè đó, quay rõ chi tiết gần cho anh em coi, anh em quan sát nha. Và cái action của nó thì chuẩn, ngon lành. Đây nè, cái acoustic dây 1. Đây dây 1 đây, anh em thấy không, cái dây 1 mình nó có cái lằn dây 1 nè, anh em thấy không, có cái lằn của dây 1, mình để vô đây cho anh em coi, thấy không? Cái dây 1 của cây đàn nó vẫn thấp hơn cái dây 1 trên đây chút xíu, và dây 6 cũng thấp hơn chút xíu, hoặc là nó nằm ngay cái mí dưới, nằm ngay cái mí dưới của cái độ cao dây 6 này nha. Đó rồi, mình test cần phím cho anh em nghe nha. Cần phím là không có nốt nào rè lỗi gì hết nha anh em, rất là ok nha. Đó, bây giờ mình sẽ rải hợp âm, rải đều, rải nhẹ cho anh em nghe cảm nhận cái âm thanh của Ovation này nha.
rồi âm mộc của nó nha anh em, âm mộc của nó rất là ok, tiếng nó đanh, tiếng nó sáng lắm. Bây giờ mình sẽ test EQ, equalizer cho anh em nghe nha. Equalizer nó thì đặc biệt cái dòng đàn Ovation này, equalizer ra âm ly rất là hay luôn. Dòng nó chuyên sân khấu mà anh em. Anh em đợi mình gắm âm ly cho anh em coi nha. Rồi, kết nối âm ly rồi nha anh em. Rồi, cái tiếng nó thì quá trời tuyệt vời luôn. Trên cái equalizer này có nhiều chức năng nha anh em. Nó có rè am trên đây luôn, có rè trên đây, có mic nè, status gì tùm lum hết nè, đủ thứ hết đó. Anh em về mò mò dọc chỉnh nó thôi. Thì mình test đại khái âm thanh cho anh em nghe nha, tiếng đó nè rất là đều khi ra loa nha. Đó anh em thấy không, tiếng ra loa rất đều nha anh em và rất là lực luôn nè. Anh em thử cái EQ dễ biết lắm, cái tiếng EQ mà nó ra nó lực, nó hút mạnh tiếng. Anh em chỉ cần dỗ vô dây vậy nè, anh em nghe thấy cái tiếng ở từ cái loa nó dội ngược lại mình, bụp 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 á, cái lực nó ra vậy đó, thì biết là cái EQ đó nó hút tiếng mạnh. Tiếng nó cực kỳ đều, mình test vài hợp âm cho anh em nghe cái tiếng nó khi nó ra âm ly nha. Sạch đấy anh em. Cái này là mình vặn cái volume nó chỉ khoảng 30 thôi. Không biết anh em nghe sao chứ đây mình nghe nó sùm cực kỳ luôn, nó lớn quá. Mình vặn nhỏ lại miếng rồi, nó lớn quá. Cực kỳ đều sạch và dày tiếng anh em, nó hút tiếng rất là mạnh. Đây là cái nắp bỏ pin nha anh em, nắp bỏ pin trên này. Thì cái đàn này là mình đang bán với giá là 5,5 triệu nha anh em. Đàn Ovation cái series nó thì mình chả biết, nhưng mình đoán nó là khoảng cái đời 257 anh em. Cái này chắc cỡ CS 257 hay là CC 257, người ta mình đoán thôi nha anh em. Tại vì mình đoán theo cái cấu hình cái EQ, cái này như CS nè, cái này của CS 257. Mình đoán vậy thôi nha, tại vì cái cấu hình nó cũng khá cao, khóa cũng tốt nè, EQ cũng ok. Thì bán với giá là 5,5 triệu nha, 5,5 triệu nha anh em. Số điện thoại mình để phần tiêu đề, thông tin cửa hàng mình với ở website mình để phần mô tả. Anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có thông tin nữa. Cảm ơn anh em nhiều nha.